Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự tối thứ bảy, ngày 7 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 6 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn hòa tốc về việc tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học từ ngày 9 đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2020. Đối tượng là học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên và sinh viên vẫn tiếp tục đi học bình thường. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với ngành y tế tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo các trường có học sinh nghỉ học tổ chức cho giáo viên sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu tài liệu, hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức qua mạng, tham mưu phương án đi học trở lại đối với trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở và cập nhật điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học theo quy định. Như vậy, đây là lần thông báo thứ 3 của tỉnh Bắc Cạn về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tính cả kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở đã nghỉ học được hơn 6 tuần. Đến nay, Việt Nam đã cấy được trên 840 ha diện tích lúa vụ xuân, trồng được hơn 1.200 ha ngô. Hiện người dân đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ gieo trồng, phấn đấu hoàn thành đúng khung thời vụ. Bên cạnh đó, các loại cây trồng khác đã được gieo trồng như dông riềng trồng được 167 trên 300 ha, cây lạc 61 trên 90 ha, khoai môn 47 trên 60 ha, khoai lang 43 trên 50 ha, đậu đỗ các loại 104 trên 150 ha. Hiện ngành chuyên môn và các địa phương đang tích cực tuyên truyền tới bà con nhân dân khẩn trương tranh thủ thời tiết, kịp thời gieo cấy các loại cây trồng vụ xuân, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 sắp tới. Thưa quý vị khán giả, nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống, theo kinh nghiệm làm nông từ xưa đến nay để sản xuất thắng lợi, nguồn nước có yếu tố tiên quyết. Bởi vậy, thời gian qua, công tác cải tạo di tu cũng như nhiệm vụ bảo vệ các công trình thủy lợi luôn được nông dân huyện Bạch Thông coi trọng. Người dân quản lý bảo dưỡng các công trình hiệu quả đã góp phần đảm bảo sản xuất đúng thời vụ, chống hạn và tăng năng suất cho cây trồng. Chuẩn bị bước vào sản xuất vụ xuân, bà con thôn Nà Hìn, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông lại thực hiện nạo vét đất đá dọc theo các tuyến kênh mương để đảm bảo nguồn nước cung ứng trên ruộng lúa. Tuyến kênh mương này được đầu tư từ năm 2009. Nhờ có nước về thường xuyên nên năm nào cây lúa cũng cho năng suất khá. Hướng cao mà, đây toàn bộ những hộ hưởng lợi đây hết rồi. Vâng. Còn có những hộ hưởng lợi ít người ta vẫn tham gia đầy đủ. Thôn thì tổ thì cái tổ tự quản của thôn thôi. Thôn các hộ có chỗ hưởng lợi thì hội nhau làm thôi. Không, đây là tự ý thức, tự giác của các hộ hưởng lợi thôi, chứ còn mình cũng chả cần phải tuyên truyền, chỉ cần tuyên truyền qua các cuộc họp thôn rồi là ý thức về cái việc mình khi mà hạn hán thì cảm thấy cái nước phục vụ nó không đủ. Thì đương nhiên bà con, ý thức của bà con dần dần nó cũng sẽ tạo thành một cái nền nếp và cũng đã quan tâm đến cái công tác thủy lợi hơn. Cũng như bà con nông dân xã Quang Thuận, những ngày này, người dân thôn Nà Còi, xã Tân Tú cũng thực hiện nạo vét kênh mương. Do ảnh hưởng của một số cơn mưa lớn, một số tuyến mương bị vùi lấp, công việc khắc phục được nông dân tiến hành khẩn trương. Thôn trưởng tổng động viên làm vào ngày 17 vừa rồi, 17 âm, 17 âm đấy. Công việc gì nhiều lắm? Cũng chỉ nạo vét rồi phát dọn, xem chỗ nào hỏng hóc thì tu sửa. Trước mỗi mùa vụ là đều làm như thế? Đều phải làm hết. Mà trong vụ nếu mà mương như mùa này trở đi thì nó rậm nhanh, cỏ nó mọc nhanh thì vẫn phải phát thường xuyên. Nhờ công tác tuyên truyền nên những năm gần đây, công tác duy tu bảo vệ những công trình thủy lợi luôn được người dân trên địa bàn huyện Bạch Thông chú trọng. Trước vụ xuân, tại các tuyến kênh mương nội đồng, bà con nông dân đã chủ động kiểm tra phát dọn. Sau mỗi đợt mưa lớn, họ lại huy động nhau nạo vét bùn, đất đá. Hiện nay, khoảng 80% trong tổng số hơn 130 công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Bạch Thông luôn được nhân dân kiểm tra nạo vét. Qua đó cho thấy người dân đã làm tốt công tác quản lý, duy tu và phát huy tối đa hiệu quả các công trình thủy lợi. Đây chính là yếu tố quan trọng để huyện đảm bảo an ninh lương thực. Năm 2020, tỉnh Bắc Cạn có kế hoạch trồng 5.900 ha rừng. Đến thời điểm này, người dân đã trồng được trên 400 ha, trong đó có 58 ha rừng phân tán, 344 ha rừng tập trung. Để chuẩn bị cho công tác trồng rừng, các vườn ươm đã gieo ươm hơn 5 triệu cây giống. Các loại cây giống chủ yếu là cây mỡ, keo, xoan ta, thông mã vĩ, rổi, xoan. Hiện nay, các loại cây con đang sinh trưởng và phát triển tốt. Một số loài cây đã đủ tiêu chuẩn xuất vườn, phục vụ trồng rừng. Những năm qua, công tác trồng rừng đã góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao.
Vì vậy, những năm gần đây, người dân đã quan tâm, tự bỏ vốn để trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và diện tích trồng rừng cây gỗ lớn cũng được tăng dần theo các năm. Để tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác trồng rừng, trong thời gian tới, các địa phương đẩy nhanh tiến độ thiết kế trồng rừng, xử lý thực bì, chăm sóc cây giống, lâm nghiệp, theo dõi phòng trừ sâu bệnh hại, đảm bảo đủ cây giống tiếp tục trồng rừng theo kế hoạch. Hiện nay huyện Ngân Sơn có 34 hectare cây lê. Những năm gần đây, cây lê đã đem lại thu nhập khá cho nhiều người dân địa phương. Nhận thấy hiệu quả từ cây lê, từ năm 2015 đến nay, người dân huyện Ngân Sơn đã trồng mới trên 30 hectare. Đến nay toàn huyện đã có hơn 2 hectare lê cho thu hoạch với năng suất đạt 82 tạ một hectare, sản lượng đạt gần 18 tấn. Diện tích trồng cây lê tập trung chủ yếu tại hai xã Đức Vân và Vân Tùng. Qua đánh giá, cây lê nếu được chăm sóc tốt có thể cho thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng một cây mỗi vụ, đem lại thu nhập khá cho nhiều người dân địa phương. Nhằm phát huy hiệu quả mà cây lê mang lại, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã tham mưu cho huyện đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp lập dự án lựa chọn cây đầu dòng để nhân giống, tiếp tục mở rộng diện tích trong thời gian tới. Để người dân có sinh kế bền vững, tỉnh Bắc Cạn đang tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Sau khi điều tra khảo sát từ nhu cầu học nghề của người lao động, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ sở đào tạo lao động chủ động xây dựng mới 27 chương trình giáo trình dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp. Các nghề được tổ chức đào tạo gắn với hoạt động sản xuất của nông dân và có thể áp dụng ngay vào thực tế như nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc gia cầm, trồng và chăm sóc cây có múi, trồng và chăm sóc rau, sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi, trồng và chăm sóc cây dược liệu, nuôi thủy sản nước ngọt. Bên cạnh lý thuyết thì các lớp đào tạo nghề sẽ thực hành tại các mô hình sản xuất. Điều này giúp người học nắm kỹ các kiến thức được truyền đạt và có thể áp dụng được ngay. Kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường trên địa bàn thành phố Bắc Cạn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường đã tổ chức tọa đàm ôn lại ý nghĩa lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng cũng như truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Tại một số chi hội tổ chức các hoạt động thể thao, qua đó tăng cường sự đoàn kết, thúc đẩy tinh thần thể thao, rèn luyện sức khỏe cho hội viên phụ nữ. Bên cạnh đó còn tổ chức thăm hỏi tặng quà cho hội viên, đoàn viên nữ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, đơn thân nuôi con. Vận động hội viên, đoàn viên phụ nữ sử dụng trang phục áo dài khi đi làm tại công sở, tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động cộng đồng trong tuần lễ từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 3 năm 2020. Năm 2020, tỉnh Bắc Cạn đã được phân bổ trên 66 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ về giáo dục cho học sinh. Nguồn vốn được phân bổ để thực hiện các chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo, chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú, hỗ trợ học sinh phổ thông vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số còn được hưởng các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Những năm qua, nhờ được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách hỗ trợ, hàng chục nghìn học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã yên tâm học tập. Các thầy cô giáo ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa không phải lo đi tìm trò về trường như nhiều năm trước. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sẽ tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe cho tổ chức cá nhân có nhu cầu tại 16 xã thị trấn mới sáp nhập theo nghị quyết số 855 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, bắt đầu từ ngày 5 tháng 4 năm 2020 đến ngày 10 tháng 5 năm 2020. Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ bố trí cán bộ trực tiếp đến trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, đơn vị hành chính mới cấp đổi giấy đăng ký xe đối với các loại phương tiện là xe ô tô, mô tô, xe máy điện, xe đã đăng ký biển 5 số. Tổ chức cá nhân có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu của chủ xe. Về giấy tờ xe gồm có giấy chứng nhận đăng ký xe, bản cà số máy, số khung. Trường hợp mất đăng ký xe chỉ cần bản cà số máy, số khung. Đối với xe cải tạo, xe thay đổi màu sơn thì phải mang xe đến để kiểm tra trực tiếp. Trường hợp đúng tên nhưng mất hồ sơ tự quản thì được tiếp nhận giải quyết và trả giấy chứng nhận đăng ký xe sau 15 ngày. Trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký xe thì được tiếp nhận và trả đăng ký xe sau 30 ngày. Hôm qua, Công an thành phố Bắc Cạn đã tạm giữ đối tượng Triệu Văn Huynh, trú tại thôn Lủng Cóc, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào 12 giờ 20 phút ngày 6 tháng 3, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Cạn đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ 3 thuộc địa phận phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Cạn, thì phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 97B168593 đang lưu thông theo hướng Bắc Cạn Cao Bằng chạy quá tốc độ. Tổ công tác do đồng chí Đại úy Đinh Văn Hiến đã ra hiệu lệnh cho người điều khiển mô tô dừng lại. Tuy nhiên, người điều khiển mô tô không theo hiệu lệnh mà đâm thẳng xe vào người Đại úy Hiến, làm anh bị thương. Sau khi thực hiện hành vi, đối tượng đã bỏ lại xe và chạy khỏi hiện trường.
Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Bắc Cạn đã phối hợp với Công an huyện Bạch Thông làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trên là Triệu Văn Huynh, sinh năm 1974, trú tại thôn Lũng Cóc, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Tại cơ quan công an, Huynh đã khai nhận là người gây ra vụ việc. Được biết Huynh là đối tượng nghiện ma túy và đã có tiền án. Vụ việc hiện đang được Công an thành phố Bắc Cạn tiếp tục điều tra làm rõ. Cán bộ công an chính quy được điều động đảm nhiệm các chức danh công an xã là lực lượng đã được đào tạo cơ bản về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ. Đây cũng là lực lượng có kinh nghiệm trong thực tiễn công tác. Việc đưa công an chính quy về cơ sở nhằm nâng cao công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở, giải quyết tốt những vụ việc phát sinh tại địa bàn, tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự, nhất là tại các địa bàn trọng điểm phức tạp. Xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nẵm có 15 thôn bản với gần 6.000 nhân khẩu. Trước đây, Nghiên Loan được xác định là địa bàn an ninh trật tự tương đối phức tạp. Tháng 11 năm 2019, 3 cán bộ công an chính quy được điều động đến đảm nhiệm chức danh công an xã. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, lực lượng công an xã tập trung triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó đã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật 8 buổi với hơn 740 lượt người tham gia. Tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp một khẩu súng cồn, giải quyết thủ tục hành chính cho 278 lượt người dân, phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản. Công an chính quy xuống địa bàn thì giải quyết được rất là nhiều cái vụ việc, nhất là về là trật tự an ninh, thứ hai là về giao thông, thì nói chung là rất là nhiều việc thì công an cũng rất là vào cuộc để mà tổ công an vào cuộc để mà cùng nhau giải quyết đấy, thì rất là tốt. Mình năm nay thì sang từ năm ngoái đến Tết thì bây giờ là thấy cái nhất là cái đốt pháo hoa này, và đồng thời mà trật tự đối với cờ bạc. Công tác đưa lực lượng chính quy về với địa phương ở xã Nghiên Loan là chúng tôi thì cũng bắt đầu từ tháng 11 năm 2019. Qua một thời gian thực hiện cái nhiệm vụ thì theo tôi nhận định là đối với lực lượng công an chính quy về với địa phương ấy thì phải nói là rất là thuận lợi. Thứ nhất là về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn xã thì lực lượng chính quy thì có xây dựng kế hoạch và đấu tranh nó có bài bản hơn và cũng cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thì có được hiệu quả cao hơn. Năm 2012, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông đã được bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã. Quá trình được tăng cường về cơ sở, đồng chí trưởng công an xã đã kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, ban hành và triển khai nhiều kế hoạch biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, triển khai nghiêm túc việc tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Qua đó đã nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự của quần chúng nhân dân ngay từ cơ sở, tạo sự yên tâm hơn, tin tưởng hơn đối với lực lượng công an. Đến nay, xã đã được đưa ra khỏi xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Bản thân tôi thì là không phải người địa phương nên là bước đầu vào thì đến địa phương thì là phải làm quen với địa phương trước. Sau đó thì đi sâu vào quần chúng thì mình phải trước tiên mình phải nắm bắt được những cái tập quán cũng như là những cái sinh hoạt của người dân. Từ đó là mình mới đi sâu vào trong vận động. Thực hiện đề án của Bộ Công an về sắp xếp tinh gọn bộ máy theo hướng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Cạn đã tập trung thực hiện chủ trương đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Tính đến ngày 4 tháng 3 năm 2020, đã có 125 đồng chí công an chính quy được điều động đến đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 64 trên 102 xã thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 3 huyện, thành phố bố trí 100% số xã có công an chính quy. Tôi đến là rất là vinh dự nhưng cũng thấy đây là một cái trọng trách lớn lao và phải tiếp tục không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng để về phẩm chất chính trị rồi công tác chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thế thì khi mà bố trí công an xã thì trước hết là phải công tâm khách quan từ cơ sở, lựa chọn những cái cán bộ và có đủ phẩm chất, năng lực để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ là trưởng công an xã. Bởi vì chúng tôi xác định là công an xã là một cấp công an, thế cho nên là quyền lực và cái nhiệm vụ là rất là nhiều, được pháp luật giao cho nhiều, cho nên là phải lựa chọn những đồng chí mà đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bắc Cạn tập trung cho công tác chuẩn bị nguồn nhân lực thông qua việc mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ dự nguồn để điều động bổ nhiệm các chức danh công an xã, phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương tháo gỡ những khó khăn, nhất là việc bố trí công việc mới cho đồng chí trưởng công an xã bán chuyên trách đương nhiệm. Phấn đấu chính quy hóa lực lượng công an xã, đảm bảo đúng lộ trình theo chỉ đạo của Bộ Công an. Thưa quý vị khán giả, thời điểm này các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong tỉnh đang bắt đầu triển khai việc tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với đồng chí Vi Hồng Dương, bí thư đảng ủy các cơ quan tỉnh xung quanh việc chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp của đảng bộ các cơ quan tỉnh. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Trước tiên xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Xin đồng chí cho biết là hiện nay việc tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở ở các cơ quan đơn vị thuộc đảng ủy các cơ quan tỉnh được thực hiện như thế nào? Thực hiện cái chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của tỉnh ủy Bắc Cạn, thì đảng ủy các cơ quan tỉnh cũng đã ban hành cái kế hoạch chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở tổ chức cái đại hội. Để theo quy định thì cho đến hiện nay các chi bộ mà trực thuộc các đảng bộ thì đã đang tiến hành đại hội. Mà cho đến hiện nay thì đã tổ cho đến ngày 5 tháng 3 thì đã tổ chức được 33 chi bộ trực thuộc đảng ủy của 10 đảng bộ, khoảng 2%. Thì theo cái chỉ đạo chung của tỉnh và của Trung ương thì và của đảng ủy thì sẽ kết thúc cái đại hội chi bộ trực thuộc đảng cơ sở vào tháng 3 năm 2020 và tổ chức đại hội đảng các chi đảng bộ cơ sở thì vào bắt đầu từ tháng 4 cho đến tháng 6 2020 là kết thúc. Thì trong cái thì hiện nay thì ban thường vụ cũng đảng ủy cũng đang duyệt những cái văn kiện đại hội của các chi đảng bộ cơ sở. Cho đến hiện nay thì trong cái tháng 3 là phải duyệt xong tất cả cái văn kiện của 71 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng ủy. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, những vấn đề nào được đảng ủy các cơ quan tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao nhất thưa đồng chí? Thì ở cơ sở thì tập trung vào mấy cái nội dung. Thứ nhất là việc cái tổng kết cái trong báo cáo chính trị phải đánh giá tổng kết cái nghị quyết của nhiệm kỳ 15-20. Và trong đó thì tập trung vào cái việc mà công tác lãnh đạo chỉ đạo về công tác tư tưởng. Thứ hai là cái việc lãnh đạo thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Cái thứ ba là công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên. Và cái thứ tư là cái công tác kiểm tra giám sát. Và cái nữa là những cái thì công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và cái thực hiện cái chỉ thị 05 và nghị quyết chung 4. Thế thì có mấy cái nội dung mà đảng ủy đang tập trung duyệt, mà trong cái nội dung duyệt sẽ tập trung là duyệt những một số những cái nội dung như vậy. Thế thì thứ hai nữa là những cái trong cái đề án nhân sự của cấp ủy nhiệm kỳ mới thì đảng ủy cũng đang tập trung duyệt là theo cái trình tự quy định của Trung ương và của tỉnh. Thế thì phải rà soát những cái nhân sự mà hiện nay tái cử trước, sau đó sẽ bổ sung các cái nhân sự sau. Theo những cái bước đối với đảng bộ thì là phải 5 cái bước theo quy định, mà đối với chi bộ là theo 3 cái bước. Để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cơ quan tỉnh trong thời gian tới thì hiện nay đảng ủy các cơ quan tỉnh đang tập trung thực hiện những nội dung gì? Đại hội thành công của đảng bộ thì trước hết là đảng ủy ban thường vụ đã chọn lựa chọn 2 cái đơn vị đại hội điểm lấy 1 đảng bộ và 1 chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm trong tháng 3 để các đơn vị các chi đảng bộ trong đảng thuộc đảng ủy cơ quan thì đến dự và học tập những cái kinh nghiệm trong cái quá trình tổ chức cái diễn ra đại hội. Thì dự kiến mà sẽ đại hội điểm thì vào ngày 12 tháng 3 sẽ đại hội đảng bộ, một đảng bộ, và 17 tháng 3 sẽ tổ chức một đại hội chi bộ cơ sở. Như vậy là chúng tôi ban thường vụ cũng lựa chọn 2 đơn vị. Thì cho đến hiện nay cái công tác chuẩn bị đã cơ bản là theo những cái kịch bản, theo cái kế hoạch. Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của đồng chí bí thư đảng ủy các cơ quan tỉnh. Chúc cho đại hội các chi đảng bộ trực thuộc cũng như đại hội đại biểu đảng bộ các cơ quan tỉnh sẽ thành công.
Năm nay, thành phố Bắc Cạn đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng một người một năm so với năm 2019. Theo đó, thành phố tiếp tục thực hiện đề án mỗi xã phường một sản phẩm, tăng cường quảng bá sản phẩm nông nghiệp, mở rộng các dự án nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, khuyến khích vận động nhân dân thay đổi tập quán canh tác, dần thay thế các giống cây trồng cũ sang những loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao hơn để cung cấp ra thị trường các sản phẩm hàng hóa, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, thành phố Bắc Cạn cũng chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhân rộng các mô hình dự án để tăng thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Chú trọng nâng cao tiêu chí thu nhập bình quân đầu người sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố khóa 6, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Để giảm công vệ sinh phát dọn bờ, giữ nước cho ruộng lúa, một bộ phận người dân trên địa bàn huyện Bạch Thông đã đầu tư xây bờ ruộng. Theo những người nông dân này, mỗi năm để vệ sinh phát dọn cỏ bờ ruộng trước mỗi vụ gieo cấy mất khá nhiều công lao động. Chưa kể nhiều hộ còn sử dụng thuốc diệt cỏ nên ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Vì vậy, chủ động xây dựng kiên cố bờ ruộng không chỉ giúp giảm công làm cỏ mà còn đảm bảo giữ nước cho ruộng. Hiện nay, việc kiên cố bờ ruộng được một bộ phận nông dân huyện Bạch Thông chú trọng thực hiện. Đây được coi là điều kiện quan trọng tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng và phát triển, nâng cao năng suất. Với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe, năm nay huyện Chợ Đồn phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2019. Các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cho nhân dân, xây dựng thói quen cư xử văn hóa đúng pháp luật. 100% xã phường thị trấn tổ chức tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ, 80% hộ dân được phổ biến pháp luật và ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ. Xây dựng ít nhất một mô hình điểm trường học an toàn giao thông. Việc tuyên truyền luật giao thông đã được các đơn vị chủ động thực hiện thông qua các bảng biển, khẩu hiệu, băng rôn được lắp đặt căng treo tại nơi công cộng để người dân tiếp cận và tìm hiểu, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân. Hôm qua, xã Giáo Hiệu, huyện Bắc Nạm đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020. Trong 5 năm qua, xã Giáo Hiệu đã phát động nhiều phong trào thi đua, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân. Các phong trào thi đua đã phát huy được hiệu quả tích cực, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Trong đó đã vận động nhân dân tham gia đóng góp được hơn 5.400 ngày công lao động, hiến hơn 2,78 ha đất để xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được triển khai thường xuyên, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân. Trong 5 năm đã có 1.160 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 35 lượt thôn bản đạt danh hiệu thôn văn hóa. Phong trào thi đua trong sản xuất nông lâm nghiệp được phát động rộng rãi, được mọi tầng lớp nhân dân tham gia tích cực. Qua đó đưa tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt từ 172 ha năm 2016 lên 177 ha năm 2019. Số hộ nghèo của xã giảm dần qua các năm. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 16,3%. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình Thời sự tối thứ 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn.